cái hỏi gì? Em nào hỏi một đúng không? Vâng. Ồ, đặt cho anh câu này. Ok. Anh Dũng hơn em 10 tuổi nhỉ? Anh gì đây? Dũng 6 ạ. Anh xin lỗi. Tưởng là dễ mà lại khó đúng không? Thứ nhất, chúng ta cùng nhau học từ vựng. Toshiue và Toshista. Hay. Toshiue là gì? Toshiue là người hơn tuổi. Hơn tuổi, sẽ là hơn tuổi mình nhé. Hơn tuổi. Hơn tuổi. Và Toshista là dưới tuổi. Tuổi kém hơn nhé. Và muốn nói được câu như vừa nãy là gì nhỉ? Anh Dũng hơn em 10 tuổi nhỉ? Dũng 先生は私より10歳年上だね。Hay còn một cách nói khác là Dũng sensei wa watashi no 10 sai toshire da ne. No được đúng không? No nhưng mà là yori được nhá. Ok. Hoặc là chúng ta có thể bỏ sai đi và dùng cổ cũng được. Cổ. Là thế này dùng cổ. Thế là gì? Dũng sensei wa watashi yori zukko toshire desu. Zukko. Ok. Oji-chan. Ngoài ra nếu mà khi mà chúng ta nói cách nhau 2-3 tuổi thôi thì chúng ta có thể dùng zu, cách đến zu. Một, hai, ba. Dũng 先生は私より三つ年上です。Thì tương tự sang với Toshishita cũng là giống như vậy mọi người nhá. Sẽ nói như vừa nãy đúng không? Thanh kém mình 8 tuổi đúng không? Thanh kém mình 2. Thanh sang wa watashi yori 8 sai Toshishita desu. Kia sang wa watashi yori 10 sai Toshishita desu ne. Zuko Toshishita desu. そうですね。じゃあ、どうですか？Ngoài ra, trong clip này mình muốn dạy cho các bạn một từ nữa, đó là từ Naka. 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 Naka là chữ nhân và chữ chung hay chữ ghép với nhau, đúng không? Chữ Hán á. Sự thân thiết đúng không? Naka ga i tức là thân thiết. Ví dụ như tôi chơi thân với anh Nghĩa, chẳng hạn. Nghĩa sang to naka ga i desu. Oh, hôn đúng rồi. Hai. Dũng sang to naka ga warui desu. Tức là ne. Naka ga warui nghĩa là gì? Naka ga warui nghĩa là ghét nhau. Ghét nhau, thân ghét nhau. Naka ghi là thân. Ngoài ra còn một vài cái từ ví dụ như là Nakayoshi. Nakayoshi là watashi wa Dũng sang to Nakayoshi desu. Là gì nhỉ? Bằng với Naka ga ii đấy. Tức là cũng là thân thiết với nhau. Hay là ngoài ra còn một cái từ này rất là hay. Nakanaori. Nakanaori là làm lành. Làm lành. Nakanaori wo suru desu ne. Kino wo kenka shimashita ga Nakanaori wo shimashita. Ngày hôm qua vừa mới cãi nhau đúng không? Nhưng mà hôm nay đã làm lành rồi. Thôi, rất là đơn giản đúng không? Hey. Để hẹn gặp lại các bạn trong các clip sau. Hey. Bye bye. Bye bye.